Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã bắt được Lê Thị Vĩ, 26 tuổi, trú huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, là nghi phạm lừa đảo số tiền 290 triệu đồng tại một cửa hàng điện thoại trên địa bàn. Ngày 15 tháng 3, Vĩ đến cửa hàng điện thoại thị trấn La Hà, giả vờ mua điện thoại, trò chuyện với chủ cửa hàng để tạo lòng tin. Vĩ nhờ chủ cửa hàng chuyển giúp 10 triệu đồng đến một tài khoản ngân hàng. Ngay sau khi chủ cửa hàng chuyển tiền, Vĩ đã đưa lại tiền mặt cho chủ cửa hàng điện thoại. Chiều hôm sau, Vĩ lại đến cửa hàng điện thoại này, nhờ chủ cửa hàng chuyển khoản giúp 290 triệu đồng. Vì tin tưởng, chủ cửa hàng tiếp tục giúp Vĩ chuyển tiền. Khi tiền chuyển thành công, Vĩ nói muốn đi nhờ vệ sinh, rồi lên lầu 2, bỏ sang mấy nhà bên cạnh tẩu thoát. Công an bắt được Vĩ tại huyện Sơn Hà vào hôm qua.